chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Nếu ai lớn lên ở Việt Nam thì món bánh cay là món rất quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta. Và món bánh cay rất là dễ làm, cho nên hôm nay Phương Quỳnh xin hướng dẫn quý khán thính giả làm món bánh cay. Món bánh cay vật liệu chính là khoai mì. Thì quý vị mua khoai mì ngoài chợ về, và cái vỏ nó hơi cứng thì quý vị xắt hết những cái vỏ cẩn thận nha, sợ cắt trúng tay đó. Thì quý vị có những cái củ trắng như vậy. Những cái củ khoai mì mà ở ngoài chợ người ta bán rất là dài, thì để mà mình cắt cho nó dễ thì Phương Quỳnh sẽ cắt thành những cái khúc hơi lớn một tí, rồi Phương Quỳnh mới xắt những cái vỏ xuống. Sau đó thì nếu mà quý vị có thời gian thì quý vị ngâm với nước muối từ 10 đến 15 phút. Tại sao mình cần ngâm với nước muối? Thì khoai mì nó có cái chất nhựa trong cái khoai mì đó, thì mình muốn ngâm với nước muối cho nó ra bớt cái chất nhựa đi, thì khi mà mình ăn nó không có độc hại cho mình. Thì đây là cái tô khoai mì Phương Quỳnh đã lột vỏ rồi, đã cắt bỏ vỏ rồi và đã ngâm với nước muối rồi. Thì bây giờ là cái công đoạn kế tiếp là mình sẽ lấy từng cái củ khoai mì này ra, mình sẽ bào nhỏ. Thì hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị cắt khúc nhưng mà đừng cắt nhỏ quá, là tại vì bây giờ cái lúc mà mình bào đó, mà quý vị cắt nhỏ quá thì mình sẽ dễ bào trúng tay mình hơn. Cho nên mình cắt cái khúc bự thì mình sẽ có cái chỗ để mình tì, mình bào nó dễ hơn. Thì Phương Quỳnh chỉ xài cái bàn bào đơn giản như vậy thôi, mình không cần cái bàn bào nào mà nhiều đâu. Thì ở đây Phương Quỳnh có cái tô, thì mình chỉ cần để vô và mình bắt đầu mình bào. Quý vị đừng sợ là nó bào nhuyễn quá, tại một hồi á là quý vị nhớ là bánh cay ở Việt Nam là những cái hình dạng dài dài đó, thì một hồi mình sẽ nặng nó lại, cho nên là bây giờ mình cứ bào thôi. Thì làm bánh cay rất là đơn giản quý vị, nhưng mà chỉ có cái công đoạn là mình ngâm cái khoai mì 10 đến 15 phút với cái công đoạn mà mình bào thì nó hơi lâu một chút xíu thôi, chứ mà còn cái công đoạn làm thì rất là đơn giản. Sau khi mà mình bào xong rồi thì Phương Quỳnh sẽ hướng dẫn quý khán giả là quý vị sẽ thấy là làm đơn giản đến cái mức độ nào. Chỉ có điều là bây giờ hơi cực cho chúng ta là mình sẽ bào, nhưng mà chúng ta nếu mà có muốn ăn ngon thì tại sao mình không chịu khó một chút xíu, đúng không ạ? Quý vị mà bào còn khúc nhỏ này á, thì quý vị bào từ từ, đừng bào nhanh quá. Tại vì cái này mà quý vị mà lỡ bào nhanh quá mà nó bào trúng tay á, là mình sẽ bị đứt tay rất là nhiều. Chứ không phải là nếu mà mình cắt đồ ăn mà mình bị dao nó khứa trúng thì nó chỉ có một đường thôi. Còn cái dao bào này là nó có nhiều cái nhỏ nhỏ khác nhau. Nếu mà quý vị mà bào nhanh quá là quý vị sẽ có thể là chà hết mấy cái ngón tay của mình luôn. Thì còn nhỏ nhỏ này thì mình cứ bào từ từ thôi. Phương Quỳnh đã bào xong một khúc rồi, bây giờ những khúc còn lại thì Phương Quỳnh sẽ tiếp tục bào tiếp. Sau khi mà Phương Quỳnh bào hết những cái khoai mì thì mình sẽ có một cái tô giống vậy. Và bây giờ mình bắt đầu nêm nếm gia vị. Thì ở đây Phương Quỳnh có một cái đĩa gia vị, thì mình sẽ nêm một ít muối vào cho nó có sự mặn mà, nó không có bị lạc quá khi mình ăn. Mình cho thêm một chút xíu đường nữa cho cái vị ngọt nó hòa tan một chút xíu. Ớt này là ớt khô. Thì cái ớt khô này quý vị mua ở ngoài chợ nó có như vậy nè. Phương Quỳnh thích bỏ cái ớt khô này hơn là cái ớt tươi, là tại vì nó giúp cho cái bánh của mình nó hơi khô một tí, với lại mình giữ được lâu hơn. Và cái ớt khô này Phương Quỳnh thấy là nó cay hơn rất là nhiều so với cái ớt tươi mà mình cắt ra. Thì cái ớt này là thường mình hay bỏ lên pizza đó quý vị. Rồi để cho cái bánh cay nó có cái màu vàng thì Phương Quỳnh bỏ ở đây một ít bột nghệ. Và cái này là Phương Quỳnh bỏ thêm, cái này nó gọi là paprika, là nó như là nó có hơi cái màu đỏ một tí. Thì mình sẽ canh chừng thôi. Ở đây Phương Quỳnh có hai củ thì mình cho cỡ, mình cứ nhắm chừng, mình rắc đều lên, mình thấy vừa thôi, mình đừng cho nhiều quá. Tại cái bánh này mình ăn lạt lạt thôi. Nhưng mà cái bột nghệ thì quý vị có thể cho thêm để cái màu nó đẹp hơn. Rồi cái ớt bột này nếu mà quý vị nào không ăn cay được nhiều á, quý vị bỏ ít thôi nha quý vị. Hồi xưa Phương Quỳnh bị là mình nghĩ là cái này nó chỉ là cái ớt khô thôi, mình bỏ nhiều quá đó, nó cay, rất là cay luôn. Cho nên mình mà không ăn cay quen á thì mình cứ bỏ ít ít thôi, mình đừng có bỏ nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp của mình lên. Thì trong lúc mà mình đang trộn cái hỗn hợp đó, thì Phương Quỳnh ở đây là bắt sẵn cái chảo dầu cho nó nóng, thì khi mà mình làm xong đó, thì mình có thể bỏ vô chiên liền luôn. Thì cái chảo dầu này quý vị để cái lửa medium thôi, mình đừng để cái lửa lớn quá, tại vì khi mà mình để cái lửa lớn quá đó, mình bỏ vô đó là nó sẽ bị cháy bánh liền. Cho nên mình cứ để cái lửa của mình nhỏ nhỏ thôi. Thì bây giờ Phương Quỳnh sẽ dùng cái bao tay và để mình trộn lên cho nó đều hơn. Nếu mà quý vị làm cái bánh cay này á, thì Phương Quỳnh rất là khuyến khích quý vị là xài bao tay.
Không phải là mình không rửa sạch tay hay gì hết, nhưng mà tại vì cái ớt mà ớt khô đó đó quý vị, nó rất là cay. Phương Quỳnh đã bị một lần là Phương Quỳnh nghĩ là chắc không sao đâu, mình sẽ xài tay không rồi mình nắng 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 một chút thôi. Nhưng mà 15 phút sau là những cái kẽ ngón tay của Phương Quỳnh nó bị bơn rất là đau luôn. Nó bơn gần 20 phút, 30 phút luôn. Nó đau lắm quý vị ơi, cho nên là mình chịu khó là mình xài bao tay để mình không có bị phỏng giống như Phương Quỳnh. Nó phỏng là do phỏng ớt á. Thì đây Phương Quỳnh thấy là nó hơi ít ớt thì mình cho thêm một chút xíu ớt vào nữa. Thì bây giờ quý vị đã thấy cái hỗn hợp của Phương Quỳnh có màu vàng rất là đẹp rồi, và có một vài lát ớt nữa. Thì bây giờ chảo dầu nếu mà nó bắt đầu nóng rồi đó là mình sẽ nặn cái bánh cay thành từng cái miếng dài dài, giống như là mình hay thấy ở ngoài chợ hoặc là những cái xe hàng rong nó bán ở Việt Nam đó, rồi là mình sẽ bỏ vào chiên. Thì mình sẽ lấy một miếng vừa ăn thôi, mình nắn vào cái tay của mình. Rồi mình nắn thành cái hình dài dài như vậy. Quý vị nào mà không thích ăn dài mà mình muốn ăn cho nó giòn hơn á, Phương Quỳnh có làm thử một lần á, là nếu mà quý vị làm dài vậy thì cái độ dày của cái bánh cay nhiều khi nó dày á thì nó không có giòn, nó giòn ở ngoài nhưng mà ở trong thì nó vẫn xốp, nó mềm. Còn quý vị nào mà muốn ăn rất là giòn luôn á thì mình có thể làm thành những cái hình tròn. Thì mình không cần phải theo truyền thống của cái bánh cay là dài đâu, thì tùy theo sở thích của mình. Mình muốn ăn giòn hay là ăn mềm thì mình cứ nắn cái hình cái bánh cay theo cái hình dạng mình thích thôi. Bây giờ mình nắn được kha khá rồi quý vị, thì bây giờ mình cứ bỏ vô chiên từ từ là vừa. Quý vị để lửa nhỏ, để lửa medium thôi, để cho cái dầu nó nóng thôi, chứ mình đừng để lửa lớn quá. Tại khi mà quý vị mà để lửa lớn quá, bây giờ mà quý vị thả cái bánh cay vô là nó sẽ bị cháy cái bánh cay của chúng ta liền. Cho nên là chúng ta để lửa vừa thôi, thì mình cái dầu của mình nó không có nóng quá, thì khi mình bỏ vô thì nó sẽ không có bị cháy cái bánh cay. Thì quý vị chiên đến khi nào mà quý vị thấy nó vàng là mình trở mặt và mình vớt ra là được rồi. Cái bánh cay này nó chín cũng nhanh lắm quý vị, cho nên là mình để mắt đến không có là nó bị khét á. Quý vị thấy là bắt đầu là nó vàng rồi, là Phương Quỳnh vớt ra là được rồi nè. Phương Quỳnh hy vọng là quý khán thính giả thích món bánh cay này để gợi nhớ về một chút kỷ niệm ở Việt Nam. Hy vọng quý vị thích chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.